Ăn bánh mì xíu mại Đà Lạt ngay bên hông trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại quận 9 Thủ Đức. Tụi mình ở Thủ Đức xin chào. Ai mà đang thèm ăn bánh mì xíu mại Đà Lạt nhưng mà vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng cái bụng á thì ghé qua đây ăn thử xem sao nha mọi người. Nghe mấy bạn sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại bảo là ở cơ sở quận 9 á vừa mới xuất hiện một chiếc xe bánh mì xíu mại bé bé xinh xinh nằm ở ngay trước quán trà sữa nuôi heo này nè. Địa chỉ cụ thể tôi để ở đây nha. Quán thì mở từ 3 giờ chiều cho đến tối. Mọi người có thể ngồi lại để ăn tại chỗ kế bên hông trường. Quán cũng có treo đèn lung linh lấp lánh nên là tối á rủ đám bạn ở đây ngồi ăn rồi nói chuyện chiêu chiêu cũng ok. Chỉ thiếu một cái nhiệt độ lạnh lạnh thêm tí nữa là như Đà Lạt rồi còn gì. Menu quán thì sẽ có hai loại, đó là xíu mại thường và xíu mại trứng muối. Mỗi phần như này sẽ có hai viên xíu mại với thêm chả, trứng cút, da heo và đu đủ bầu sợi. Cũng có thể gọi một phần hai loại xíu mại mix với nhau. Phần nước dùng mình thấy khá là đậm đà nha, chấm ăn với bánh mì dính lắm. Ai mà thích ăn cay thì cho thêm tí sa tế vào, the the ăn nó mới ngon. Viên xíu mại thì chắc thịt nè, nhưng mà không có bị xả hay khô. Ăn vào vẫn giữ được cái độ mềm, hợp gu tụi tôi nha. Khi mà mê trứng muối thì tôi thấy xíu mại trứng muối cũng đặc sắc lắm nha. Nên thử. Mấy cái topping khác cũng khá là nhiều. Da heo á thì ăn da giòn sực sực nè. Đặc biệt là chỗ này có thêm sả đu đủ để ăn kèm nên là không có bị ngán. Tụi tôi còn order thêm 3 ly trà bên trà sữa nuôi heo để vừa ăn uống vừa tắm chuyện đã đời rồi mới chịu về. Nhanh rủ bạn bè ra đây vừa ăn vừa chiêu với cái vai Đà Lạt Hồng Kông bên hông trường học này nha. Bye bye.